Chào cả nhà, ngày hôm nay tại cửa hàng xe máy Hành Tâm 3 nên cúp điện hơi tối xíu nha. Nhưng mà hôm nay vẫn báo giá dòng xe mới về bên phía cửa hàng nha. Đây là dòng Vario 125-2023, xe mới 100% nha mọi người. Thì hiện tại Vario 125 sẽ có hai dòng, là dòng Smart K và dòng khóa cơ. Thì khóa Smart K bên cửa hàng đang có giá với mọi người là 43.500. Và có những màu như là trắng nhám nè, đỏ nhám nè và màu đen nhám nha mọi người. Còn dòng khóa cơ thì cửa hàng có về hai mẫu cho mọi người lựa chọn nha, là màu đỏ bóng nè và màu đen bóng. Thì mẫu này á, bên cửa hàng đang có giá là 41.500. Ngoài ra thì dì cũng sẽ báo giá luôn về cái dòng Vario mẫu cũ cho mọi người tham khảo nha. Và đây là các dòng Vario mẫu cũ bên phía cửa hàng xe máy Thành Tâm nha. Thì hiện tại Vario 150 á, xe hiện tại đang ngừng sản xuất rồi. Ví dụ như mọi người mà mua xe chưa xăng chưa bình á, xe mới luôn á, thì giá sẽ tầm là khoảng 70 nha mọi người. Thì hiện tại bên cửa hàng là bán xe lướt. Xe lướt này thì bên cửa hàng sẽ bao cho mọi người là máy móc bao zin 100%, xe bao không đâm đụng ngập nước và bao tích hãng nha. Và tình trạng udon của những cái mẫu xe mà bên cửa hàng bán là bao cho mọi người là udon sẽ là dưới 30.000 cây nha. Thì ví dụ như em này đi, là Vario 150-2019, thì chiếc này udon rất là thấp luôn, có 9.057 km thôi. Và tình trạng xe thì còn rất là mới nha. Thì chiếc này bên cửa hàng đang có giá là 46 triệu đồng xe góc phố. Và kế bên đây là một chiếc màu đỏ bóng, chiếc này là Vario 125 nha. Thì mẫu Vario 125 này là đời 2022 luôn. Và bên cửa hàng đang có giá là 39 triệu đồng nhưng mà đang có chương trình giảm giá nha mọi người. Tiếp tục kế bên đây là một chiếc Vario màu trắng cam. Và chiếc này là màu này trắng nhám nha mọi người, cũng là đời 2022 luôn. Và giá bên cửa hàng là 37 triệu nha mọi người. Tiếp tục báo giá mọi người là một chiếc Vario màu vàng đen nha. Con này cũng là Vario 125 luôn. Thì chiếc này đời 2021 và giá bên cửa hàng là 38 triệu đồng. Kế bên đây là một chiếc Vario 150 đời 2020 nha. Con này là màu đen bóng và bên cửa hàng đang có giá là 47 triệu nha mọi người. Chiếc này là xe lift nha. Thì cái này là mẫu mã thì giống y chang Vario luôn, nhưng mà chiếc này thì được nhập khẩu là Thái Lan. Thì giá sẽ hơi cao hơn xíu. Con này hiện tại bên cửa hàng đang có giá là 65, nhưng mà đang có chương trình giảm giá nha mọi người. Thì biết khách hàng nào mà đang có nhu cầu mua Vario nè, hoặc là muốn tìm hiểu về dòng xe nào á, thì có thể là comment bên dưới giùm Diệu nha. Diệu sẽ hiện video cho mọi người.